kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với tầm nhìn dài hạn, nông nghiệp Việt Nam là ngành có lợi thế so sánh bởi tính đa dạng và quy mô sản lượng. Nhiều loại nông sản có sản lượng đứng đầu thế giới, có nhiều loại nông sản còn có nhiều tiềm năng chưa được khai thác hợp lý, đặc biệt là thủy sản, rau quả và dược liệu. Có thể nói, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã có những đóng góp rất lớn trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tuy nhiên, trước tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và những khó khăn nội tại trong nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là sản xuất nhỏ lẻ, tổ chức sản xuất theo chuỗi chưa trở thành diện rộng, đầu tư cho nông nghiệp thấp nhưng rủi ro trong nông nghiệp cao. Nông dân còn hạn chế trong việc tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ, thị trường, thương hiệu nông sản. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, đất đai manh mún, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, việc quy hoạch liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp trong nông thôn còn bất cập. Trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam vừa có nhiều cơ hội, song cũng có nhiều thách thức đan xen. Trong vô vàn khó khăn thách thức, nhưng chúng ta vẫn phải tìm ra những thế mạnh để mở đường cho ngành nông nghiệp Việt Nam cất cánh, hội nhập giữa các nước thành viên mà Việt Nam tham gia. Đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong toàn bộ quá trình sản xuất, đặc biệt là các khâu chăm sóc và thu hoạch nhằm giảm giá thành sản xuất. Tập trung chỉ đạo toàn quốc tùy theo điều kiện thực tiễn về điều kiện sinh thái, lực lượng sản xuất, lợi thế cây trồng vật nuôi, sự sẵn sàng và năng động của doanh nghiệp và nông dân của từng địa phương cần chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ. Xem đây là cuộc cách mạng vừa trước mắt vừa lâu dài đối với ngành nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Nhằm đóng góp một phần nhỏ bé cho nền nông nghiệp nước nhà, kỷ lục gia tiến sĩ Phạm S. vừa là nhà quản lý, vừa là nhà khoa học, với tâm huyết của mình trong suốt nhiều năm bền bỉ đã dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học ở Việt Nam cũng như ở một số quốc gia sản xuất nông nghiệp nổi tiếng trên thế giới. Nông nghiệp hữu cơ, xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu là một trong những cuốn sách của ông vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Bởi trong tương lai, nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu. Song cách tiếp cận như thế nào trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam, tác giả đã cập nhật các thông tin trên thế giới, từ đó phân tích kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học, có tính khả thi cao, có thể áp dụng cho nền nông nghiệp nước nhà. Những thông tin mà tác giả đã dành hết tâm huyết của mình cập nhật là những thông tin rất thiết thực, tính thực tiễn cao, có hình ảnh minh họa. Nội dung cuốn sách có tính phổ quát rộng, phục vụ cho nhiều đối tượng độc giả là các nhà quản lý, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp và bà con nông dân có thể dùng để nghiên cứu, vận dụng, áp dụng vào thực tiễn. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách Nông nghiệp hữu cơ, xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu là một trong những cuốn sách kết tinh từ niềm say mê và miệt mài nghiên cứu của tác giả. Sách bao gồm 6 chương với nội dung chính như sau. Chương 1. Tổng quan về nông nghiệp hữu cơ trên thế giới. Theo Tổ chức Nông nghiệp hữu cơ quốc tế, nông nghiệp hữu cơ là hệ thống đồng bộ hướng tới thực hiện các quá trình với kết quả bảo đảm hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, nhân đạo với động vật và công bằng xã hội. Không sử dụng các hóa chất nông nghiệp tổng hợp với các chất sinh trưởng phi hữu cơ, tạo điều kiện cho sự chuyển hóa khép kín trong hệ canh tác, chỉ được sử dụng các nguồn hiện có trong nông trại và các vật tư theo tiêu chuẩn của quy trình sản xuất. Tác giả phân tích sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ trên thế giới, dự báo nhu cầu nông nghiệp hữu cơ toàn cầu trong tương lai, các nguyên tắc chung nông nghiệp hữu cơ, để từ đó có giải pháp tác động khoa học công nghệ phù hợp theo xu hướng tích cực, vận dụng trong điều kiện sản xuất nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Chương 2. Nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
phân tích trên cơ sở khoa học những cơ hội và thách thức nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đề xuất các giải pháp đồng bộ quyết liệt khắc phục những thách thức để nền nông nghiệp Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại, chủ động hội nhập quốc tế. Với những phân tích cơ sở khoa học và dự báo, kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành cường quốc nông nghiệp vào năm 2025-2030, đồng thời cũng phân tích những thách thức tác động có liên quan đến nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, để từ đó có các giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Chương 3. Dự báo thị trường một số nông sản thế giới đến năm 2026-2027. Căn cứ vào nguồn tư liệu quốc gia và quốc tế về các dự thảo về thị trường một số mặt hàng nông sản thế giới đến năm 2026-2027, dựa trên các giả thuyết về kinh tế vĩ mô trên thế giới trong thời kỳ 2017-2018, 2026-2027. Đây là những dự báo dài hạn mang tính xu hướng và thực tế, có thể còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để cung cấp thông tin đa chiều, nhằm giới thiệu cùng bạn đọc tham khảo, làm cơ sở khoa học dự báo để tổ chức sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Chương 4. Những vấn đề cần quan tâm khi xây dựng chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh là yêu cầu tất yếu để hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại một số địa phương còn lúng túng, hiệu quả thấp, tác giả cho rằng sự lúng túng này có thể bị vướng ở cơ sở lý thuyết hoặc cơ sở thực tiễn. Do đó, ở chương này, tác giả giới thiệu các khái niệm có liên quan về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh mà chính tác giả đã nghiên cứu trong và ngoài nước, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu khoa học và chỉ đạo sản xuất nhằm chia sẻ cho các thành phần kinh tế áp dụng có hiệu quả. Chương 5. Các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam. Hiện nay trên thế giới có 87 quốc gia có quy định về sản xuất hữu cơ, 18 quốc gia đang xây dựng dự thảo quy định. Trong những năm gần đây thì hình thành nhiều tổ chức cung ứng dịch vụ, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ đạt chuẩn. Tác giả giới thiệu tiêu chuẩn và chứng nhận nông nghiệp hữu cơ thế giới nói chung và một số quốc gia như Mỹ, Canada, Golden Union, Hà Lan và tiêu chuẩn BGS Việt Nam để các nhà quản lý, các nhà khoa học và các doanh nghiệp tham khảo. Chương 6. Cách tiếp cận nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ Thế giới, đến năm 2017, trên thế giới có khoảng 180 quốc gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ với tổng diện tích khoảng 51 triệu hecta. Tổng doanh thu nông nghiệp hữu cơ trên toàn cầu hiện nay đạt khoảng 90 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng khoảng 20%. Tỷ phần nông nghiệp hữu cơ chiếm khoảng 1,2%. Đối với Việt Nam, lịch sử canh tác hữu cơ đã hình thành từ lâu, song do cơ chế chính sách và thị trường tiêu thụ, khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất hữu cơ còn hạn chế nhất định. Do đó, diện tích nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam còn khiêm tốn so với tiềm năng. Theo Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, năm 2015 có 33 trên 63 tỉnh, thành phố có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với khoảng 76.000 hectare. Mặt khác, do biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, đồng thời do yêu cầu tăng dân số trong những thập niên tới với tỷ lệ số dân yêu cầu nông nghiệp hữu cơ ngày càng tăng cao sẽ làm biến đổi sâu sắc ngành nông nghiệp trên toàn cầu. Như vậy, nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, song cách tiếp cận như thế nào trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam, tác giả đã phân tích kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học có tính khả thi cao. Cuốn sách Nông nghiệp hữu cơ, xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, bổ ích cho bạn đọc, là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu ngành nông nghiệp Việt Nam trong quá trình tổ chức sản xuất, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày.
đăng tải định kỳ trên hạ tầng YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.